Em ơi, có cái mẫu nhà vừa nào mà chỉ từ 6 đến 800 triệu, xây vừa phải thôi, chỉ khoảng tầm 90 đến 100 mét vuông mà vẫn phải có hai phòng ngủ, khách, bếp, thờ và vệ sinh không? Vâng, xin chào các bác, chào mừng tất cả các bác đến với kênh chia sẻ về mẫu nhà đẹp của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì hôm nay em, Lương Trainer muốn chia sẻ với các bác một mẫu nhà vườn với tài chính từ 6 đến 800 triệu mà vẫn đầy đủ công năng như trên nhé. Thì đây là một công trình nhà vườn mái Nhật được công ty kiến trúc Kisato chúng em thiết kế cho chị Vũ Trọng Hường ở khu vực Tân Phong, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thì chị Hường cũng đã theo dõi bên em rất là nhiều rồi và thấy kiến trúc Kisato rất là nhiều những mẫu nhà vườn mái Thái, mái Nhật, mái Bằng rất là đa dạng về phong cách, hiện tại có, tân cổ có. Và chị mong muốn là làm sao với cái khổ đất của gia đình nhà chị thì có thể thiết kế được công trình đẹp, bắt mắt và đầy đủ công năng như chị mong muốn. Và em cũng hiểu rất là nhiều các bác cũng đang có một cái mảnh đất ở quê và gì ạ, muốn là có một ngôi nhà đó nhưng mà làm sao đơn giản thôi, chỉ cần vừa đủ phòng ngủ, thường là chỉ hai phòng ngủ thôi, tại vì thi thoảng mới về thắp hương thắp khói và đấy lại là mảnh đất của tổ tiên của quê hương đấy, nên không muốn đầu tư quá nhiều đấy, thì làm sao có cái mẫu nó phù hợp không. Thì hôm nay em giới thiệu các bác cái mẫu này lên các bác tham khảo để biết đâu đó các bác có thể xây dựng cho cái công trình của mình ở trong tương lai nhé. Đó, một cái mẫu nhà rất là phù hợp, vừa phải và chi phí cũng rất là tối ưu đúng không ạ? Đấy, các bác có thể ngắm qua phối cảnh bên ngoài. Thì bên em thiết kế một công trình dạng tân cổ điển nhẹ cho chị Hường, tại vì chị thích phong cách này và làm hệ mái Nhật thôi để cho đỡ cầu kỳ. Đấy, thì đây là tổng thể từ cốt sân lên đến cốt 00 năm bậc các bác nhá. Đấy, tông màu thì sử dụng tông màu trắng kết hợp với màu ghi của ngói. Đó, toàn bộ hệ cửa sổ và cửa phụ thì làm bằng nhôm kính hệ sinh pha. Còn đâu cái khu vực cửa chính thì bên em tư vấn cho bác ấy sử dụng là cửa thép vân gỗ để tránh nắng, hoặc là sử dụng cửa gỗ nhưng mà loại tốt, gỗ lim. Đấy, các bác có thể nhìn tổng thể phối cảnh của công trình. Đấy, thì khi mà chúng em nâng cái cốt lên 5 bậc như này thì công trình sẽ cao ráo, tại vì mảnh đất cũng khá là rộng. Đấy, nhìn nó sẽ không bị thấp, đặc biệt là đối với cái hệ mái Nhật như thế này đúng không ạ? Còn về phần trang trí thì bên em sẽ trang trí xung quanh khu vực cửa sổ và những cái hệ viền với những cái phào chỉ rất là nhẹ nhàng thôi. Dưới khu vực chân tường thì ốp đá để những ngày mưa gió hoặc là trong quá trình sử dụng nó sẽ không cần phải vệ sinh thường xuyên ở khu vực này các bác nhé. Nên các bác lên ốp đá hoặc là gạch thẹp ở khu vực này thì sẽ rất là tiện. Rồi, đấy, các bác để nhìn tổng thể thì đều có không gian thoáng ở xung quanh hết. Đó, từ trên các bác có thể nhìn xuống dưới ở đây. Ok, các bác có thể xem qua cái gì ạ? Hiện trạng của khổ đất. Đấy, thì đây là một cái mảnh đất cũng khá là rộng. Đấy, thì bên em về khảo sát và gì ạ? Có tư vấn cho gia chủ. Đấy, thì các bác có thể thấy là cái một cái khoảng sân rất là rộng ở phía đằng trước. Đó. Thì chị mong muốn là làm sao mà có một công trình phù hợp bắt mắt, tại vì ở đây thì cũng giáp với mặt đường. Và thứ hai nữa là cái chi phí nó vừa phải thôi, đủ chị đi lại lại thôi. Rồi, thì các bác ấy cùng em xem qua cái công năng chi tiết bên em bố trí cho gia đình. Đây, bên em sẽ mở cái mô hình 3D cho các bác xem nhé. Đấy, khi các bác thuê sử dụng dịch vụ thiết kế bên kiến trúc Kisato ấy, thì ngoài nhận được bộ bản vẽ đầy đủ bằng giấy ra, thế thì các bác cũng có thể là truy cập vào cái mô hình 3D của tòa nhà các bác. Và bên bản vẽ bên em thì cứ 2D có bản vẽ 3D từ kiến trúc kết cấu điện nước, nên các bác thợ rất là dễ thi công và thực sự là các bác sẽ xem được toàn bộ về các công năng một cách chi tiết tường tận để trao đổi thống nhất với các thành viên trong gia đình, tránh phải sửa đi sửa lại. Đấy là cái sự khác biệt bên em khi bên em sử dụng công nghệ BIM, và hiện nay bên em đang tiên phong duy nhất ứng dụng công nghệ này trong cái lĩnh vực nhà dân để phục vụ cho quý hàng với bộ bản vẽ đầy đủ từ 2D có 3D. Mục tiêu của bên em là làm sao một cái người bình thường có thể đọc hiểu được cái bộ bản vẽ này. Đó, các bác cứ so sánh với các đơn vị khác và em cũng chia sẻ luôn để các bác biết là bên em khác biệt so với đơn vị khác. Rồi, thế thì bây giờ em sẽ mời các bác xem trước cái phần mặt bằng nhé. Đó, thì đa phần các đơn vị họ chỉ có bản vẽ 2D khi họ sử dụng một AutoCAD như thế này thôi. Đó. Đó, thì công trình này thì có kích thước là từ 1 đến trục 5 là 11m74, trục A, trục B là 7m45 và chúng ta thêm cái khu vực sảnh nữa là 3m3. Rồi, thế thì các bác có thể thấy là gì ạ? Cái khu phải sảnh ấy thì bọn em làm rất là rộng, tại vì sau này ấy, thì tính đến trường hợp mà gì ạ? Khi có người lớn tuổi chẳng hạn, đấy, hoặc là khi mà gia đình nhà chị Hường về già chẳng hạn, đấy, thì cái việc sảnh mà nó chật quá nó rất là bất tiện, trong trường hợp kể cả con cháu đông người đi về, cái sảnh nó bé tí hoặc là nhà có công chuyện thì nó rất là gì ạ? Bất tiện các bác nhé. Dạ, các bác lên làm nó rộng ra rãi ra một chút. Thứ nhất là chúng ta mở được hết cửa này. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Trời mưa trời gió nó cũng không bị hắt tạt vào này. Đấy, cái thứ ba nữa là đông người thì chúng ta vẫn có chỗ ra chỗ vào đúng không ạ? Rất là tiện. Đấy, 5 bậc cao ráo rồi nhưng mà sảnh rộng rãi thì đó là lý do tại sao bên em kéo ra tận 3m3.
Đó, cái chiều rộng này thì nó rơi vào khoảng tầm gần 4 mét nhé, ở cái khu vực sảnh. Rồi đi thẳng bên trong khu phòng khách 18 mét vuông. Rồi ạ, khu vực bếp phòng ăn được tách riêng. Bếp ở đây là gì ạ? Diện tích và ăn là 22 mét vuông. Các bác sẽ thấy là em bố trí rất là gọn như này. Bếp một phương thôi, bởi vì thi thoảng mới về và ít sử dụng. Và kể cả mà chúng ta dùng có 1-2 người thôi, nếu mà các bác có ý định xây dựng cho bố mẹ mình ở quê ấy, đó, thì cũng không nhất thiết phải bày ra làm gì nhiều, đúng không ạ? Đó, chỉ cần là nhận cái chậu rửa bát, cái bếp từ và cái khu vực tủ lạnh thôi. Đó, và đặc biệt là ít khi dùng nữa thì chúng ta chỉ cần như này thôi. Nhiều bác bôi ra hoặc là bày vẽ ra quá nhiều trong trường hợp mà các bác có điều kiện, đúng không ạ? Đó, nhưng mà ít khi sử dụng thì đồ nó cũng xuống cấp thôi. Đấy, còn đây là cái khu vực gì ạ? Bàn ăn này bên em kê 8 người hoặc ngồi 10 người. Bàn ăn này thì phải rộng rãi nhé, bên em tính để trong trường hợp cả con cháu về, đúng không ạ? Đấy, thì phải rộng rãi thì phải kê được 8 đến 10 người trong trường hợp là con cháu về, và cửa sổ rất thoáng ở cái view ngồi bàn ăn này có thể nhìn ra xung quanh được. Đó, và khu vực vệ sinh thì bọn em đẩy ra với diện tích là 3 mét vuông, và một cái lavabo ở đây, và bên em mở thêm một cái cửa phụ ở đây để đi thẳng vào khu bếp phòng ăn trong trường hợp nhà có khách, chúng ta không cần thông qua cái khu vực cửa phòng khách. Rồi, phòng thờ thẳng khu phòng khách là 5 mét vuông các bác nhé, và hai phòng ngủ 13 mét vuông và một phòng ngủ là 11 mét vuông. Đó, thì đối với chị ạ, giả sử như bây giờ là xây cho bố mẹ hai ông bà thì mỗi ông bà một phòng đã rất là ok rồi, hoặc là con cháu về thì ngủ một phòng, còn ông bà ngủ một phòng. Đấy, còn thi thoảng về thì chúng ta cần hai phòng thôi, cần thiết là gì ạ, chúng ta phải giảm chiếu, chúng ta nằm điều hòa ở khu vực phòng khách. Đó, chứ không nhất thiết phải xây ra nhiều phòng vừa chi phí tốn kém, trong trừ trong trường hợp mà các bác có đông người sử dụng thường xuyên thì cái công năng loại khác. Và các bác có thể thấy phòng ngủ rất là thoáng khi đều có cửa sổ hết. Rồi, nếu mà nhìn này các bác chưa hiểu thì các bác có thể xem mô hình 3D bên em nhé. Đấy là cái lợi thế bên em. Tí nữa bên em sẽ show cái bản vẽ cho các bác xem. Đó. Đấy, thực sự là tại sao lại rất nhiều người và có rất nhiều đơn vị chưa làm được cái phần này, bởi vì nó liên quan đến cái phần cập nhật công nghệ và nó mất rất là nhiều công sức và thời gian. Đấy, nên nếu muốn chia sẻ để các bác thấy là những cái đơn vị thiết kế đang khác nhau cái gì, rất là nhiều thứ khi các bác đi ở bên xong. Chưa kể đến cái phần đó là gì ạ, những cái giá trị gia tăng khác nữa. Như bên em thì khi các bác thuê bên em thiết kế thì bên em sẽ tặng cho từ 1 đến 3 buổi giám sát trực tiếp tại công trình đó, tùy vào cái gói các bác tham đăng ký. Đấy, thì các bác có thể đi vào nhà đây, khu phòng khách đây, bếp cộng ăn đây, cách nhau bởi hệ lam gỗ, phòng thờ đây, phòng 1, phòng 2. Đấy, các bác nhìn này thì nó có dễ hiểu ạ, rất là trực quan đúng không ạ? Đấy, xoay đi xoay lại. Đó. Và ngoài cái bản vẽ giấy ra là các bác thích thì bên em có thể cho các bác truy cập vào cái mô hình 3D trực tiếp để các bác xem. Và trong mô hình đấy các bác có thể đo, có thể là gì ạ? Ví dụ các bác thợ chưa hiểu có thể xoay cho người ta xem, hoặc là có thể đo bất kỳ cái chi tiết nào mà các bác muốn có, nếu mà giả sử nó chưa có trong bản vẽ chẳng hạn, thì không cần phải phụ thuộc vào cái đơn vị thiết kế, rất là tiện. Và đặc biệt là tính luôn được các cái khối lượng nhé. Đấy, các khối lượng, ví dụ bây giờ em nói giả sử như bây giờ các bác chuẩn bị xây dựng một cái tầng 1 chẳng hạn, bây giờ các bác muốn tính là xem thế thì bây giờ tính cho tôi xem là cái khối lượng tường xây đấy, chuẩn bị là mua gạch bao nhiêu, cát xi bao nhiêu, đúng không ạ? Đấy, khi mà các bác sử dụng cái phần mềm bên em này, các bác chỉ cần kích vào cái tường này. Đấy, các bác kéo xuống dưới là nó sẽ ra được luôn là thể tích này là 4,862 mét khối. Đấy, từ cái thể tích này là chúng ta sẽ tính ra được bao nhiêu viên gạch, đúng không ạ? Các bác chỉ cần cộng vào thôi. Đấy, kể cả phần bê tông, giả sử bê tông lên chẳng hạn, kích vào nó ra cái thể tích của bê tông lên luôn, đúng không ạ? Volume này đấy, và diện tích nó có luôn. Đấy, rất là tiện, đo liền trực tiếp. Đấy, em bên em chỉ hướng dẫn vài chi tiết thôi, các bác hoàn toàn tính được. Và như vậy nó sẽ kiểm soát được cái phần vật tư vật liệu, ví dụ các bác mua về nó có bị hụt không, rồi nếu mà sân chật thì cần phải tính toán chi tiết từng cái lần mua về, đúng không ạ? Rồi cái việc chúng ta kiểm soát, giả sử như chúng ta có thuê nhân công chẳng hạn, những nhân công bây giờ họ cứ tính láo mét vuông đi, đúng không ạ? Hoặc họ thêm cái này thêm cái kia, vì gì ạ? Thứ nhất là vì không đọc rõ bản vẽ chẳng hạn. Bây giờ mô hình 3D đấy nhá, trực quan như này. Đấy, các bác thợ xem đi, ok chưa? Đấy, thì thi công đúng bản vẽ, phát sinh cái gì thì tôi chịu. Nhưng bây giờ là đúng bản vẽ, ok chưa? Công bao nhiêu tiền? Tránh trường hợp rất là nhiều gia đình rồi chị ạ, cãi nhã nhau. Đấy, thì tôi không đọc rõ bản vẽ, cái này phải phát sinh thêm cho tôi như này như kia, đúng không? Hoặc là cãi nhau trong trường hợp sau khi xây dựng nhà xong thì lúc đầu chủ nhà tưởng mét vuông nó như thế này. Đấy, ví dụ như bây giờ ấy, nhiều gia chủ là tính theo mét vuông là gì ạ? Giọt danh chẳng hạn. Còn nhiều chủ nhà thì lại tưởng nhà tính theo mét vuông ở bao ở bên dưới. Đấy, ví dụ giọt danh mái thì lại cái khác, còn bên dưới nó lại khác, đúng không ạ? Đấy, thế thì không thống nhất nhau từ đầu, hoặc là các bác không kiểm soát được cái phần diện tích ấy, dẫn đến là gì ạ? Đấu đá nhau, đúng không ạ? Đấy, thì bên em khi mà cấp cho các bác bản vẽ này thì các bác có thể tự vào đo cái phần diện tích rất là dễ thôi.
Đây là em lấy ví dụ như này nhá. Đấy, cái phần mặt bằng này, giả sử các bác muốn đo cái phần diện tích mặt bằng này rất là dễ thôi. Đấy, ví dụ ở đây bên em đã có cái phần diện tích hết rồi. Đó, để cho các bác muốn đo thì rất là dễ thôi. Đó. Nếu như vừa rồi thì em có chia sẻ rồi, các bác chỉ cần kích vào cái thể tích này thôi là nó sẽ ra được cái phần diện tích đây rồi. Đúng không ạ? 93,029 mét vuông cho toàn bộ cái phần này. Đó, rất là nhiều cái cách nữa. Đấy, còn đâu nữa là các bác có thể để gì ạ? Làm việc với các cái đơn vị khác, ví dụ bây giờ bảo các đơn vị khác là cái chỗ này thì anh phải thích như này như thế kia, đó thì chỉ trên mô hình 3D trực quản rất là ok đúng không ạ? Đó, đây ví dụ bên em đây có bản vẽ 3D, đây là kia là bản vẽ 3D là chưa tô màu nhá, đây bên em sẽ có bản vẽ 3D đấy, trong cái bản vẽ bên em bao giờ có những cái này rất là cụ thể, rất là trực quan đúng không ạ? Rồi các bác tham khảo về chiều cao nhá, từ cốt sân lên đến cốt 00 là 5 bậc, mỗi bậc là 15 phân là 750 rồi, và chiều cao toàn bộ của khu vực tầng 1 đấy ạ, đến cái phần mái trên đấy ạ là 4,05. Đấy, nếu mà nhà có một tầng mà đất rộng phía trước thì chúng ta nên làm cao ráo để có thể làm điều hòa âm trần, hoặc là các bác có thể là trang trí dần vượt cấp nó tiện hơn rất là nhiều. Đấy, phần mái đây thì là chiều cao là bên em cách điệu đi. Đấy, nó có thêm những cái mái phụ nữa, và tổng chiều cao của cái mái này nó rơi vào 2m584. Và cốt đỉnh mái đây là 6,63 này. Cốt đấy, là cốt rất chi tiết, và cứ 2D có 3D đầy đủ hết các bác nhá. Đây các bác có thể xem cái bộ bản vẽ bên em xem nó khác biệt như gì. Đấy, nên trước khi quyết định đơn vị nào thì các bác cái lên so sánh thật kỹ. Đấy, ví dụ như đây là cái bộ bản vẽ về phần kiến trúc này. Đấy, thì các bác nhìn đây nhá, 2D đây nhá, 3D này. Đấy, khi in giấy này các bác thợ dễ hiểu. Đây mái đây, 2D, 3D đấy, nhìn đây biết là cái vị trí nó thăm. Đấy, 2D để xem kích thước, còn 3D để xem vị trí. Đúng không ạ? Rồi ạ. Mặt bằng mái 2D, 3D, mặt đứng 2D, 3D, các mặt đứng luôn. Đấy. 2D để xem kích thước chi tiết, 3D để hình dung cụ thể. Còn cần thiết nữa thì bên em sẽ cho các bác truy cập vào cái mô hình 3D này để các bác có thể kiểm soát nó dễ hơn. Đấy, mặt cắt thứ 2D có 3D. Đó, vệ sinh 2D, 3D. Nhưng bên em chưa dừng lại đấy đúng không ạ? Đấy, các bác thấy chi tiết chưa? Các bác so sánh bản vẽ bên em với đơn vị khác thì chắc chắn là họ đang chỉ dùng là những bản vẽ dưới dạng 2D thôi. Đây bên em kết cấu cơ. Đấy, có thể những đơn vị khác họ cũng làm được kiến trúc nhưng mà kết cấu này các bác thấy chưa? Đấy, nhìn vào đây là biết luôn, à hóa ra công trình này móng đơn bằng này móng đúng không ạ? Rồi kết cấu cột như thế này, kết cấu đà như thế này, kết cấu mái như thế này. Đấy, các bác thấy là bên em làm chi tiết không ạ? Đấy, phần móng đây, nhìn đây là biết các vị trí móng như thế nào rồi. Đấy, thực sự lời khuyên của em đó là gì, các bác phải nghiên cứu thật kỹ các cái đơn vị, chúng ta quyết định cái lựa chọn cái đơn vị nào ok nhất nhá. Chứ thông thường thì em chỉ thấy các bác chỉ mỗi xem các cái mẫu mã thôi. Thực sự nói các bác cái mẫu về thiết kế thì gần như bây giờ đơn vị nào như nhau, nhưng mà về cái năng lực đúng không ạ của mỗi đơn vị thì lại khác nhau. Vì vậy các bác cần phải lựa chọn thật kỹ giúp cho em. Rồi ví dụ như phần điện nữa, điện nước rất là ít ông làm được. Đấy, đây các bác nhìn thấy nhá, đây 2D này. Nhưng giả sử các bác chả hiểu gì để nhìn nó 3D các bác biết chưa? Đây là không gian cấp nước này. Đấy, thì đây là cái test nước này, bơm tăng áp này, bình nóng lạnh này, rồi các cái đường ống có đường kính bao nhiêu này, đúng chưa? Rồi ống nóng ở đâu, ống lạnh ở đâu, đi như thế nào này, vào cái vị trí nào này, rất là trực quan và chi tiết, đúng không ạ? Rồi, đấy, rồi diện thoát nước này, bể phốt các thứ này, hố ga này, đúng không ạ? Rồi test nước mưa này, đầy đủ hết cho các bác xem, rất đầy đủ trực quan. Và đây là cái lợi thế khác biệt hoàn toàn của bên em so với đơn vị khác. Đó, ngoài về phần chi tiết về kiến trúc kết cấu điện nước ra rồi, rồi phần công năng và phần phối cảnh và cái năng lực của em thì có 6 trụ sở phục vụ trên toàn quốc được, thì các bác hoàn toàn yên tâm về cái phần chất lượng hồ sơ nhé. Đó, đặc biệt là bên em còn hỗ trợ 1-3 lần tùy vào cái việc các bác đăng ký gói như thế nào của phần giám sát trực tiếp ạ. Đó, tất nhiên có những nhóm để trao đổi riêng rồi. Đấy, nên các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Thì tóm lại cái công trình này thì tổng kết lại cho các bác xem là diện tích nó khoảng bao nhiêu. Đấy, vừa rồi em đo thì nó khoảng 98m² thôi cho một cái sàn. Đấy, các bác nhân lên. Đây là em nhân luôn cái máy tính cho em của em cho các bác. Đây giả sử em cứ lấy 12 cho tròn đi, em nhân với gì ạ? Nhân với 8 đi, đúng không ạ? Đấy, cứ cho là 100m² đi, 96 cho 100m². Đấy, thông thường bây giờ nếu các bác tự xây dựng, nếu hoàn thiện thì nó đơn giá khoảng 5,5-6 triệu. Em cứ cho là 6 triệu đi. Đấy, đúng chưa? Đấy, và chúng ta thêm cái hệ mái nữa. Hệ mái thì các bác có thể là làm thép hộp, thép siêu nhẹ, ngói đắp, ngói rẻ. Đấy thì tùy, thì nó rơi động khoảng tầm 150, đúng không ạ? Đây ví dụ như bây giờ cái diện tích mái nó sẽ rơi ở 100, chúng ta nhìn cái nhân với hệ số là khoảng 1,4 lên. Đấy, 140m, 140m là các bác nhân với giá trung bình là khoảng 600 đi, các bác tự làm chẳng hạn. Đúng không ạ? Đấy, nó có 8 mấy triệu thôi.
Đấy, thì em cứ cho 600 cộng 100 là 700 triệu, đúng không ạ? Thì nôm na nếu các bạn bày vẽ nhiều, đó, ví dụ như là nội thất rồi dùng những cái loại vật liệu đắt tiền thì nó có thể lên đến 800 một tỷ, đúng không ạ? Còn nếu các bác tự làm và dùng cái vật liệu gọi là bình thường thôi thì chi phí rất là hợp lý các bác nhé. Bởi vì các bác cân nhắc giúp cho em mẫu này 6 đến 800 triệu là ok, quất ngay được đấy. Đó, các bác cần bên em tính toán cụ thể, tại vì công trình này thì bên em có dự toán chi tiết cho chủ nhà tự làm. Còn nếu bên em thi công chọn gói thì nó lại khác, đúng không ạ? Tại vì bên em có giám sát trực tiếp một một ở đấy, thường xuyên trên công trường và chỉ đạo làm sao họ được các cái đường chỉ, đường nét hoàn thiện nó ok nhất, chọn thuyền ok nhất. Còn nếu các bác tiết kiệm thì các bác tự làm thôi. Thì các bạn thể liên hệ với bên em thì bên em sẽ có cái dự toán chi tiết này các bác tự làm từ cát đá xi và tất như thế nào rồi mô hình 3D chi tiết, đúng không ạ? Ok, thì hy vọng là các bác đã có một mẫu nhà vườn nữa tham khảo với chi phí rất là hợp lý. Và đừng quên đăng ký kênh hoặc lưu lại cái mẫu này, biết đâu đó một vài năm nữa các bác mới về quê làm hoặc là gì ạ, lúc đấy cần tham khảo mẫu nhà này hoặc là gửi cho bạn bè người thân nếu họ đang cần tham khảo mẫu nhà này. Và đừng quên liên hệ với bên em để bên em tư vấn hoặc là về tới nơi khảo sát thiết kế để có một công trình đẹp giống như công trình của chị Hương ở đấy nhá. Xin chào các bác. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.